1.500 trận đấu suốt 24 năm và đoạt 20 danh hiệu Grand Slam. Sẽ không có nghi ngờ gì khi nói rằng Roger Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Ngoài bề dày thành tích thể thao, tàu tốc hành Thụy Sĩ còn được biết đến như là một trong những vận động viên kiếm tiền khủng nhất với số tài sản lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Chỉ trong năm 2022, Federer đã kiếm được 95,1 triệu đô la. Trong đó, 0,1 triệu đô la đến từ trận đấu cuối cùng của anh. 95 triệu đô la còn lại của Federer đến từ thu nhập ngoài sân quần vợt. Và ngay cả khi đã gác vợt, Roger Federer vẫn kiếm hàng chục triệu đô mỗi năm. Điều gì khiến tay vợt Roger Federer giàu có đến như vậy? Một sự nghiệp rực rỡ không thể phủ mờ sự thật rằng Roger Federer là tay vợt giàu có nhất làng banh nỉ và là một trong những vận động viên giàu có nhất lịch sử thể thao. Federer kiếm được 130 triệu đô la Mỹ tiền thưởng trong cả sự nghiệp thi đấu. Bước đột phá lớn nhất của Federer diễn ra vào năm 2003 khi anh giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở Wimbledon trước Á quân Mark Philippoussis. Lúc đó anh mới 21 tuổi và nhận được 575.000 bảng Anh, tương đương với 714.460 đô la Mỹ cho chiến thắng của mình. Tuy nhiên, số tiền thưởng này chưa bằng một phần tổng giá trị khối tài sản Federer đang sở hữu và cũng đang không phải là nguồn thu nhập chính của anh. Năm 2022, tay vợt Thụy Sĩ trở thành vận động viên thứ 6 có tổng thu nhập trong sự nghiệp cán mốc 1 tỷ đô, cùng với các tên tuổi như là Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo. Có thể thấy rằng số tiền kiếm được từ các hoạt động ngoài sân của Federer còn lớn hơn rất nhiều. Roger Federer đã từng không thi đấu trong suốt 14 tháng do phải phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi năm 2021. Dù vắng bóng tại các giải đấu chuyên nghiệp suốt thời gian dài, nhưng tượng đài của làng quần vợt thế giới vẫn bỏ túi khoản tiền kỷ lục là 90 triệu đô, xếp top 7 vận động viên thế giới trong thời gian này nhờ doanh thu từ bản quyền hình ảnh và hoạt động kinh doanh. Đầu tiên, số dư tài sản ngân hàng kếch xù của Roger Federer chủ yếu đến từ các bản hợp đồng quảng cáo, trong đó có các hãng đồng hồ. Một năm sau chiến thắng Wimbledon đầu tiên, Roger Federer ký hợp đồng quảng cáo với hãng đồng hồ Maurice Lacroix, sau đó là hợp đồng với Rolex trị giá 15 triệu đô. Trong thương vụ với Rolex kể từ năm 2011, Federer là một trong những gương mặt đại diện nổi tiếng nhất của hãng, và bạn sẽ không thấy anh nâng cúp nào mà không có một trong những chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay. Mỗi chiếc đều được chọn để phù hợp với giải đấu. Federer cũng có những bản hợp đồng dài hạn với các thương hiệu thời trang nổi tiếng khác. Riêng Nike đã gắn bó với tay vợt Thụy Sĩ 21 năm. Vào năm 2008, hợp đồng tài trợ 10 năm giữa anh và Nike có giá trị lên tới 120 triệu đô. Federer tiếp tục đồng hành cùng gã khổng lồ trong lĩnh vực thời trang Uniqlo trong hợp đồng 10 năm, ước tính trị giá là 300 triệu đô la Mỹ. Từ năm 2019, Roger Federer trở thành cổ đông của hãng sản xuất thể thao xuất thân từ chính quê hương Thụy Sĩ của anh, On. Đây là công ty có tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm vừa qua và có doanh thu gần 1,4 tỷ đô trong năm 2022. Hồi năm 2017, tay vợt còn ký hợp đồng với Barilla, công ty mì ống lớn nhất thế giới với doanh thu ước tính là 3,7 tỷ đô. Nguồn tin của Forbes cho biết, thương vụ kéo dài nhiều năm này trị giá khoảng 40 triệu đô. Có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ, không có gì ngạc nhiên khi tay vợt nổi tiếng ở Thụy Sĩ cũng có cách hưởng thụ cuộc sống như giới nhà giàu. Anh có cho mình nhiều bất động sản đắt đỏ trên khắp thế giới. Từ năm 2014, ngôi sao quần vợt chi 18 triệu đô la Mỹ mua một căn hộ cao cấp trong tòa tháp chọc trời 50 tầng Le Rêve, nơi được mệnh danh là tòa tháp sang trọng bậc nhất của Dubai. Có diện tích gần 600m², căn hộ áp mái tổng thống của anh có tới 5 phòng ngủ, sở hữu view toàn cảnh đắt giá, hướng thẳng ra đại dương cũng như là bến du thuyền xa xỉ của Dubai. Đặc biệt, căn hộ còn được trang bị hệ thống quản trị thông minh để người dùng có thể tùy ý điều khiển ánh sáng, nhiệt độ cũng như các tiện nghi thông minh khác, dù đang ở bất cứ nơi đâu trong nhà. Tại Le Rêve, siêu sao quần vợt có thể sử dụng xe limousine có tài xế riêng, trực thăng hoặc máy bay riêng. Tất cả có thể đặt hàng chỉ bằng một nút bấm. Bên cạnh đó, triệu phú quần vợt còn xây dựng một căn biệt thự tại Wollerous, bang Swiss, Thụy Sĩ, trên một mảnh đất rộng 6.750m². Dinh thự mang phong cách độc lạ, từng thu hút rất nhiều sự chú ý với thiết kế 3 tầng hình bậc thang, lắp cửa kính từ sàn nhà tới trần, sở hữu mái vòm đầy tinh tế cũng bậc kính. Căn hộ có view hướng thẳng ra hồ Zurich, có giá trị lên tới 190 tỷ đồng. Dinh thự trăm tỷ này của Roger Federer có đầy đủ tiện nghi hiện đại, bao gồm một hồ bơi rộng rãi, phòng spa cùng phòng tập gym với đủ trang bị, đảm bảo quá trình anh tập luyện, duy trì thể lực. Ngoài ra còn có một tầng để xe dưới lòng đất, là nơi siêu sao quần vợt trưng bày bộ sưu tập Mercedes-Benz đẳng cấp và đắt tiền của mình. Với mối quan hệ gắn bó với Mercedes-Benz,
Triệu phú banh nỉ sở hữu bộ sưu tập xe hơi gồm những chiếc xe như Mercedes-Benz SL, Mercedes E-Class Cabriolet, Mercedes-Benz X-Class, Mercedes AMG G63. Là một vận động viên chuyên nghiệp thì Federer chi rất nhiều tiền cho dụng cụ thi đấu. Anh ấy có vợt cho mình được sản xuất riêng bởi P1, một công ty cũng làm vợt cho Novak Djokovic và Andy Murray. Tài năng trên sân bóng này cũng được biết đến với nhiều hoạt động từ thiện. Anh đã thành lập quỹ Roger Federer vào năm 2003. Từ đó đã huy động được 40 triệu đô la Mỹ và đạt được mục tiêu giáo dục 1 triệu trẻ em ở châu Phi vào cuối năm 2018. Đến nay anh vẫn dành thời gian để thăm những đứa trẻ được hưởng lợi từ quỹ từ thiện này. Anh ấy là đại sứ cho rượu Champagne Moet & Chandon, đã phát hành một chai phiên bản giới hạn để đánh dấu năm thứ 20 trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2018. 20 chai được bán với giá 23.000 đô một chai, nhưng tất cả số tiền thu được để dành cho quỹ Roger Federer. Năm 2006, Federer được chọn làm đại sứ thiện chí của UNICEF. Roger từng đích thân đứng ra tổ chức nhiều trận đấu biểu diễn tennis với mục đích từ thiện như là Rally for Relief năm 2005 để ủng hộ các nạn nhân sóng thần ở châu Á, hay Hit for Haiti năm 2010 để ủng hộ nạn nhân trong trận động đất ở Haiti. Anh cũng từng mời Rafael Nadal tham gia trận đấu biểu diễn tại Zurich và Madrid để ủng hộ cho quỹ từ thiện của anh và các quỹ từ thiện ở Tây Ban Nha, quê hương của Rafa. Năm 2012, Federer cũng cùng nhà tài trợ Gillette của mình tổ chức tour đấu tại Nam Mỹ để gây quỹ từ thiện. Anh mời nhiều tay vợt nổi tiếng cùng tham gia với mình. Kết thúc sự nghiệp, ông hoàng sân cỏ Roger Federer không chỉ lưu lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ với cú đánh trái tay mạnh mẽ và phong cách lịch lãm, mà còn là một nhân cách và lối sống đẹp khi nắm trong tay khối tài sản siêu khổng lồ. Xét về tổng số tiền thi đấu của Federer kiếm được không nhiều bằng hai người đồng nghiệp trong Big Three vẫn đang thi đấu, nhưng tổng số tài sản thu về trong hơn hai thập kỷ thì kếch sủ, không ai trong giới quần vợt sánh bằng. Còn tài năng nào trong làng banh nỉ và làng thể thao có thu nhập khủng như Federer nữa? Các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.